Hôm nay em có hai sản phẩm thanh lý nha mọi người, của khách hàng gửi cho em ha. Một con Midas và một con XR12 của Behringer. Đầu tiên thì mình đi vào con Midas trước đi ha. Thì khách hàng mua cũng đầu tháng mấy, 2 tháng gì đó, tháng 16 tháng 1, tức là cũng mới đây ha mọi người ha. Thì em kiểm tra thì em thấy là làm việc bình thường, còn mới ha. Thùng hộp thì cũng đầy đủ, thiếu bọc ni lông. Thì con này khách hàng mong muốn bán ra là 9 triệu 400 ngàn đồng. Đó thì em thông tin cho mọi người biết nha mọi người. 9 triệu tư, 9 triệu tư, 9 triệu tư ha. Con này nó còn bảo hành 10 tháng ha mọi người ha. Rồi sản phẩm tiếp theo là XR12. Con này là của Behringer. Con này là em để số điện thoại trực tiếp của khách luôn nha mọi người. Con này là của cái ông Behringer nha. Bởi vì cái con này nói chung là khách hàng, em sẽ để cho khách hàng bán trực tiếp luôn. Đây là số điện thoại của khách: 0909 702 086. Con này khách hàng mong muốn là 8 triệu 7. XR12 ha mọi người ha. Thì bên trong nó mọi như mọi người thấy nè. Đầy đủ phụ kiện ha. Còn nguyên bọc ni lông luôn ha. Thì em kiểm tra ngoại quan thì hoàn toàn bình thường. Làm việc thì cũng bình thường. Con này thời điểm khách mua là vào tháng 1, tháng 2, tháng 2 năm 2023. Tức là nay tháng 4 thì mới có 2 tháng à mọi người. Nguyên nhân khách muốn thanh lý là bởi vì đi xét cho gia đình người ta mà gia đình người ta không hài lòng. Chứng tỏ là yếu đúng không mọi người? Mình xét cho người ta mà người ta không hài lòng là yếu rồi. Mà yếu mà 2 tháng mới không hài lòng á. Rồi thì con này khách hàng mong muốn là bán ra là 8 triệu 7. Số điện thoại thì em lặp lại cho mọi người xem lại lần nữa ha. Số điện thoại này số điện thoại trực tiếp của ông khách này nha mọi người. Behringer 0909 702 086. Khách hàng muốn bán là 8 triệu 7. Mọi người có thể gọi điện thoại trực tiếp vào số này. Tự 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 gọi là tự thỏa thuận nhau đi. Khi nào ok thì anh khách anh sẽ gọi cho em, rồi em chỉ có nhiệm vụ đóng gói. Em sẽ hỗ trợ khách là gói hàng gửi cho mọi người ha. Rồi. Hàng hóa thì đồ bên em đồ chính hãng thì mọi người hoàn toàn yên tâm đúng không? Tình trạng thì con này nói chung là đồ sử dụng rồi thì nó sẽ có xước xát một chút xíu theo cái dấu vết thời gian mọi người. Còn con này em kiểm tra thì em thấy thì nó cũng còn rất là mới. Nói chung là con này còn mới, có vẻ đẹp hơn con này. Mà con này giá 9 triệu 400 ngàn đồng. Thì cũng tùy khách thôi. Khách người ta muốn vậy thì em bán vậy. Chứ không phải của em nha mọi người. Không phải đồ của em nha. Đừng có trả giá. Em nói chung là không phải đồ của em. Đừng có trả giá. Đồ của khách thì khách muốn bán vậy thì em đăng vậy thôi. Em chỉ hỗ trợ khách làm cái cầu nối giữa khách cũ và khách mới. Rồi, cảm ơn mọi người.